Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay miền Bắc tiếp tục diễn ra xu thế giảm nhiệt với mức nhiệt đã giảm thêm 1 đến 2 độ so với hôm qua. Cao nhất trưa chiều nay, nhiệt độ toàn miền phổ biến từ 31 đến 34 độ. Nắng nóng về cơ bản là chấm dứt tại Bắc Bộ. Dự báo trong chiều và tối nay, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều tại khu vực vùng núi. Cục bộ có thể xảy ra mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Với thủ đô Hà Nội, hôm nay trời phổ biến có mây thay đổi, nắng gián đoạn nhưng mưa cũng có thể đến bất chợt. Do vậy, quý vị nên lưu ý mang sẵn dự phòng cả áo chống nắng lẫn áo mưa để chủ động trong điều kiện thời tiết thất thường như hiện nay. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại thủ đô ở mức 33 đến 34 độ, cảm giác khá oi nóng. Tối và đêm khả năng có mưa trở lại, thấp nhất về đêm là 27 đến 28 độ. Với các tỉnh miền Trung, trưa nay cường độ nắng cũng yếu hơn so với những ngày trước đó. Nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt khi nhiệt độ giảm xuống mức 31 đến 34 độ. Về chiều tối, mưa dông lại xảy ra. Riêng từ các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Thành phố Đà Nẵng hôm nay thời tiết phổ biến mây nhiều, mưa có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày, nên quý vị lưu ý khi lưu thông ngoài trời nên mang theo áo mưa ô dù để đề phòng. Biên độ nhiệt tại thành phố chỉ dao động từ 27 đến 31 độ, trời mát mẻ. Cảnh báo mưa vẫn tiếp tục đưa ra với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối nay. Diện mưa xảy ra ở nhiều tỉnh thành, có nơi mưa to trên 80 mm. Vùng trũng thấp, các đô thị như thành phố Hồ Chí Minh cần đề phòng tình trạng ngập úng cục bộ, mưa với lượng lớn đi kèm với dông sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Nhiệt độ ngày đêm tại thành phố ở mức 26 đến 30 độ.